Em chào các bác nha, chào mọi người nha. Em hôm nay em sẽ lên cái clip mà nhà em khui hàng mới ra để cho các bác xem. Có nhiều bác thì cũng đã xem nhiều rồi, nhưng mà có những bác thì cũng chắc là cũng ít được xem những cái lúc mà người ta khui hàng ở kiện ra, kiện mới ra nó như nào nha các bác nhá. Đó, kiện đóng từ bên Nhật về các bác. Đấy, như nhà em là dùng đồ là cũng rất là chuộng cái đồ ấy luôn, đồ Nhật bãi. Đấy, từ con dao cũng là hàng Nhật bãi. Bếp ga, rồi là nồi cơm điện. Hàng Nhật bãi rất là chất các bạn. Kiện người đóng rất cẩn thận các bác. Em sẽ khui ra để test cho các bác xem này. Nó như thế nào. Nói chung là người ta đóng bao bì từ bên kia về nó rất cẩn thận các bạn. Đấy các bạn. Đây, để lười nha các bác nhé. Đây, đôi công sở chân rất nhỏ này, không biết là của bác nào này. Đấy, cũng là size chân khá nhỏ đấy, tầm 39-40 các bác nhé. Bốt này, à, bốt này, nhưng mà mình bây giờ giai đoạn này là chưa thể biết là nó có lỗi gì, nói chung là phải lên mã thì mình mới test được xem nó như nào đấy. Đây, bốt đây các bác nhé, à, cao cổ. Anh chờ em tí anh ạ, à. Anh đang bận tí. Đây, rồi. Đó, đôi sục nha các bác nhé. Đây, sục. Hay không? Đó. Em chưa gặp đôi sục như kiểu này bao giờ. Bán cũng mấy năm nay nhưng mà chưa gặp đôi nào như này nhé. Không biết là thuộc sở hữu của bác nào nhé. Ngày mai, ngày mốt rồi sẽ biết được. Rồi đánh gôn này. Đó. Đôi này nhìn đẹp lắm nhưng mà chưa khám nghiệm xem nó như nào. Đó, phong cách thể thao này thường thấy. Đó, bốt này đấy, nó lẫn như là cái đôi này, bốt này là nữ các bạn đấy, thỉnh thoảng nó lẫn vào đấy, nhưng mà cái dáng như này thì anh nghĩ là cả nam cả nữ đều đi được. Đó. Đánh như này cả nam cả nữ đều đi được. Đẹp lắm các bác. Đấy, hàng về từ Nhật là nó thế đó. Đấy. Đánh gôn này. Giày đánh gôn. Cũng rất là đẹp luôn. Đó. Bốt Chelsea này bác này, đó, phong cách bốt Chelsea nha, đẹp không?
Đợt này thì giá nhập nó có tăng xíu nhưng mà em vẫn cố gắng bán ở mức hợp lý để cho các bác còn mua mà chuẩn bị đi Tết nhé. Đó, test ra thì nó cũng có những cái đôi phong cách thể thao. Đôi này là phong thể thao nhưng mà da lộn này các bác này, đẹp lắm. Đấy, không biết đôi này của bác nào nhá. Mitope, wow. Da đan nha các bác, đẹp không? Đó, như em đã nói, một kiện về ấy, nó lẫn có lúc thì giày nữ, giày nam, giày thao các kiểu các bạn, chứ chẳng phải riêng nguyên giày da đâu, giày thời trang rất là nhiều. Đây. Đó, lại một đôi giày đánh gôn các bạn, đánh gôn đấy, giày này giày đánh gôn nhé, của cái thương hiệu mà số 1 của nước Mỹ chuyên sản xuất giày gôn FJ. Đó, FJ. Đó, đây có khóa kéo ở bên cạnh các bác nhá. À, đẹp lắm. Đấy, đẹp không các bác? Đó, đôi này bữa nọ gặp một đôi giống giống như này. Đây, đẹp không các bác? Công sở phối này sang cái này cơ mà, rất là đẹp. Đi xin mang vào đi. Đây, lần này nhiều đôi đánh gôn các bạn, gôn Nike các bạn. Đó, em là em khui thử một thùng cho các bác xem rồi. Đây, lười chuông này các bác, mang vào, mang vào. Tiếp một đôi đánh gôn nữa này, Foot Joy, đẹp lắm, đôi này đẹp. À, cũng lại là của thương hiệu số 1 nước Mỹ chuyên sản xuất giày đánh gôn, số 1 nước Mỹ. 25 đôi. Rồi. Bốt nữa này các bạn này. Wow, bốt này đẹp lắm. Đẹp lắm các bạn. Bốt này trông tây lắm. Lần này nhiều giày đánh gôn thế chứ. Các bác tha hồ mà mua giày đánh gôn nhé, khi nào có cơ hội thì đi tham gia với câu lạc bộ của mình. Đó, gôn tiếp này, lại thương hiệu số 1 ở Hoa Kỳ. Rồi, không biết đôi này của bác nào đây. Một đôi cũng size tầm 40-40,5, da lộn nha các bác, giày lười da lộn, đẹp không? Không biết là sẽ thuộc về bác nào. Đó, đẹp không bác? Rồi. Đó, cái giày thời trang là nó hay như thế đấy, người ta thiết kế rất là đặc biệt luôn. Đó, thể thao nhưng mà trên thì trông rất là sang trọng. Wow, một đôi dép quá, đấy, nó hay lẫn như thế. Đấy, em test cho các bác xem một thùng hàng nó như thế. Có đủ các loại giày, dép, tí là lẫn cả giày của chị em mà có luôn. Thể thao, đôi này thái chân cũng khá là nhỏ, thiết kế thông thoáng. Giày du lịch này, lại là một đôi, ấy giờ đôi này thiết kế với nó là quá là cầu kỳ luôn, da đan nhưng mà cái
các cái sợi da nó rất là nhỏ các bạn. Đó. Wow. Một đôi Chelsea. Bốt Chelsea. Da lộn. Wow, chất thế này cơ mà. Bác nào giới văn nghệ sĩ nha, nhanh chân nha. Đấy. Khóa xoay. Đó. Đó. Nói chung là nhìn qua túi rồng này nó hơi khó nhìn. Đây. Bác này. Đây, lại một đôi sục cho bác Nam nào này. Hay hết rồi, đôi này hay. Đó, lại đưa thịt cho bác Nam nào. Hay không các bác? Nói chung là cái lô này em thấy hàng nó rất là đẹp các bác. Đó. Rất nhiều anh em thích cái mẫu giày như này nhé. Đó. Đẹp không? Nhưng mà chưa khám lỗi nên chưa biết là nó có giúp gì được cho em không. Đó. Khá nhiều không? Đó. Tiếp tục lại là một đôi sục nữa các bạn, sục đó. Bao nhiêu rồi? 42. Một đôi khóa xoay. Bây giờ ở dưới thùng nó khá sâu rồi, em không tiếp tục lấy lên cho các bác này nữa, nhưng mà hẹn các bác ở những video tiếp theo của nhà em vào chiều nay như tối nay nhá. Ơi, chào tạm biệt các bác.